Thế thì khi mà nó có cái sự cố thì cái thiết bị 13 đóng ở 12 mở ra. Thế thì lúc này nó sẽ có điện một cuộn dây AX này, các bạn XD là tiếp điện thường đóng. Đấy thì các em thấy có điện một cuộn này thì nó kéo cái điện ra và mạch khởi động cái nén này mất điện. Đấy. Thế thì cái tiếp điện AX đây đóng ở phía này lại. Đấy. Thì như vậy tức là cuộn dây D tiếp điện thường đóng, cuộn dây cương BD có điện, không? Có điện thì cái người vận hành ấy, thì các em thấy lại hoặc cái nhấn cái nút hoặc là stop đấy, để nó dừng chuông và lúc này nó sẽ có điện như thế này, như thế này. Đấy. Và cái cuộn dây AX6 này nó có điện là điện thì nó mới kéo cái tiếp điện ra, đấy, nó mới dừng ra. Và cuộn dây chuông mất điện. Nhưng mà khi chúng ta buông tay ra tiếp điện nó mở rồi, trước đó là có điện vào cuộn dây AX6 thì tiếp điện là nó lại và nó giữ cái do tức là cuộn dây chuông là không có điện được ra đó điện đấy. Và được rồi, tức là cái cuộn dây AX có điện thì nó đóng tiếp điện lại và cái đèn sự cố RL sáng lên đấy, thì các em thấy là nó nguyên lý làm việc của nó rất là cái sơ đồ các bạn gián tiếp của nó như vậy đấy. Cái này chắc các em hiểu hết chứ bảo không? Có vấn đề gì không? Đấy, cái mạch điện này đấy, thì giải thích như vậy nhá. Đấy, đấy. Bây giờ các em thấy đến cái level của vệ áp nén cam đấy, vừa leo vào bị áp suất lên cao thì trên cái thấy được cái sơ đồ lắp đặt của nó đây đấy, này cái nén, cái này là nén này nối với là cái áp suất lên cao đây, đang ở sơ đồ cao đấy. Với lại chúng ta ký hiệu đây là HPS tức là hai press switch đó. Thì cấu tạo hình ảnh bên ngoài là áp suất nâng cao các em thấy hình ảnh là này. Đấy. Và đồng thời các em thấy cấu tạo của nó là gì? Chúng ta cho tiếp điểm đây là 4, 5, 6 khác có thể đi trên 2, 3 và có thể là stop. Thế thì cái vị trí lắp đặt của relay với áp suất nâng cao này này là phải đặt ở vị trí mà có áp suất lớn nhất trong hệ thống lạnh. Áp suất lớn nhất trong hệ thống lạnh thì các em thấy ở ngay cái đầu nén máy nén đấy, tức là cái chỗ không gian nén của máy nén hoặc là các em đặt trên đường cũng hút được, trên đường cũng đẩy cũng được, nhưng mà phải trước van chạm đẩy và trước van một chuyển bỏ cái đẩy đấy thì các em có thể chặn nó không được. Đây là cái cấu tạo thôi. À, đây là đối bên phía áp suất nén cao. Nếu mà khi mà áp suất cao ấy, ví dụ như em cài đặt đây là NH3 hay là ga thơm, tức là áp suất nó là 16 à 15 bar chẳng hạn, sau đó là áp suất dư, thế thì áp suất tuyệt đối em phải có 16. Như là về 15 bar nó nhảy. Thế thì cái thang này, cái thang đo này cài là 15. Nhưng mà thực ra nói là trên cái thang đo này ấy, thì nó sẽ mang chất là tính thôi. Chứ còn đúng là 15 chưa chắc là nhảy. Mà có khi đến 14 năm là 14 cấp năm cũng nhảy rồi. Mà có khi về đến 16 nó mới nhảy. Đó là chính xác là gặp nhìn trên đồng hồ, em điều điều chỉnh lại. Có đúng là đến 15 nhảy như vậy. Thì như vậy ấy, thì nếu mà áp suất nén mà cao ấy, thì các em thấy tiếp điện 46 là nó đóng lại là 45. Như vậy tức là 46 đóng lại là lúc đó là có sự cố đấy, tiếp điện có sự cố. Còn 45 đóng lại thì đây là cái em thấy là cái tiếp điện cho máy nén chạy với mạch điện điện đây đấy, đây là sinh nguyên lý của nó như vậy đấy.
Đấy thì cái mạch điện điều khiển thì các em thấy cũng đơn giản, giống như bình khí áp suất thấp 45 đây là nối với mạch khởi động mấy em 45 và đây là 46 nối mạch điều khiển thế này. Đấy, mấy khi mà bình thường ấy thì 45 đóng này thì mạch khởi động nén nó mới chạy được. Đấy, đến khi mà có sự cố thì em thấy là ví dụ có sự cố em thấy là áp suất nén quá cao, ví dụ như là cái dàn ngưng trao bộ kiểm kép. Đấy, thì, hay là quạt dàn ngưng nó bị hỏng không chạy được, bơm nước giải nhiệt nó thiếu hay là bơm nước nó bị hỏng, đúng không? Đấy, để dầu bám trong tức là cái thiết bị quá nhiều nó đẩy nhiệt được. Là các em thấy là các em mà hay đi làm điều hòa không khí thì đi bảo dưỡng mà. Đấy, thì đi bảo dưỡng thì nó nhiều cái vấn đề, nhưng mà chủ yếu là các em đến các em dùng được cho cái dàn ngưng để đang làm lạnh nghiệp phải làm điều hòa không khí rất là nhạt. Đến rửa do cái dàn ngưng ấy rất là được là bụi đất nó bám một cánh trao đột nhiên của cái dàn ngưng mà các em muốn nước các em xịn đi. Thế là nó được tắm mát, nó sạch sẽ, khi mà nén vào thì áp suất nén nó không có bị quá cao và mấy nén nó là không bị chảy quá tải, đúng không? Đấy, các em nào đi làm ở giữa điều hòa không khí 20 cho ta chủ yếu là cái công việc hơi chủ yếu. Thế còn giảm lạnh thì nói chung ở trong nhà nó cũng thường sạch sẽ các thứ để nó ít bụi bẩn. Đấy, rửa mấy cái lọc rồi xong. Còn nếu mà nó thiếu ga thì bơm thêm ga. Đấy, thì bình thường nó chỉ một số cái đi bảo dưỡng thì nó số công việc nó vậy thôi. Đó, nghe nó kêu cọc cọc thì xiết lại ốc đấy, làm vậy đấy. Nhưng mà chủ yếu em ta thấy là tắm rồi cái giặt nước sạch lại chuyển cho nó tốt để còn bụi đất nó bám vào đó thì nó giải nhiệt kém, nó coi áp suất nó sẽ nén nó sẽ tăng cao cả. Đấy, thế khi mà sự cố thì 46 đóng lại và 45 thì nó mở ra, cái dây chuông này nó điện thì các em cũng dựng chuông, nhất là điều hòa nóng để sự cố sáng lên. Đấy, đấy. Thế thì để cái này cái cao cái thấp đấy thì nó riêng biệt như vậy thì nó cũng hơi dườm dài so với máy lạnh. Thường ghép nó lại, gọi là áp suất ghép, áp suất ghép, đây là tức là hai block, hai block. Đấy, thế thì em chờ tí thì cho mã vào. Rồi đây hai vào lốc này. Thế thì cái này các em sửa lại một tí cho thầy ở trong cái thầy PDF của các em. Bây giờ cái áp suất rồi đây, áp suất rồi cái này núi bên này đúng rồi này. Đấy, nhưng mà cái bên cao nằm ở phía bên phải, thấp nằm ở bên trái các em nhé. Thế các em sửa lại một tí, các em đánh cái tên này để nó trao đổi nhầm. Đấy, cao thấp này. Đào tụi đó em nhé. Đấy, thế rồi đây hai cái lớp này thì nó gọn đi em giờ nhá. Đấy, gọn đi. Đấy, thế là cái hình ảnh nó đây hai cái lớp đấy gọn sao có được chặt này gọn này em. Và em thấy là cái trang bị điện của nó thì như vậy lúc này nó gọn đây. Đây cái tiếp điện đây em thấy là 4-5 này. Đấy, với lại đây tức là 2-3 này, được chưa? Điểm lên thì điểm thấp này, 2-3. Thế là như vậy điểm 2 và điểm 4 thì là nó chụp nhau, đúng không em? 2 và 4 chụp nhau. Thế còn cái điểm 6 thì chụp với cái điểm 3 là 6-3. Thế cho em thách đấu lại để cho nó bên làm việc ở bên là sự cố vậy, các em kiểu nguyên lý của nó vậy, kèm đấu gà nó. Và như vậy đó là các em thấy là đây là lắp đặt trực tiếp giống trên thôi. Đấy, trực tiếp đấy, giống trên.
Đấy, thế thì rồi là kép và có cao và có thấp. Đây. Thì chỗ này các em chú ý rất là sau khi mà xử lý xong sự cố muốn cho máy nén chạy lại thì các em nhấn xét với xét đấy đóng lại. Đấy, cao thấp và xét của hai bên của máy của nó đóng. Đấy, để cho nó gọn lại cho các em, thì chẳng có gì cả. Nguyên lý của nó vẫn như vậy thôi. Bây giờ chúng ta qua một cái le rất quan trọng trong hệ thống lạnh.